Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Một giáo phận mời các cơ quan thế tục giám sát việc chống lại tội lỗi lạm dụng tình dục. Thống kê số các hồng y, thượng phụ, tổng giám mục và giám mục qua đời từ ngày 1 tháng 11 năm 2017 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. 34 phòng tra tấn, nhà tù bất hợp pháp được phát hiện ở các khu vực được giải phóng khỏi người Nga. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Một giáo phận mời các cơ quan thế tục giám sát việc chống lại tội lỗi lạm dụng tình dục. Giáo phận Buffalo đã đồng ý mời thêm các cơ quan thế tục bên ngoài tham gia vào việc giám sát các phản ứng của giáo phận đối với các khiếu nại liên quan đến lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ như một phần của thỏa thuận pháp lý với Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James. Giáo phận đã chỉ định một điều phối viên chính sách bảo vệ trẻ em để bảo đảm rằng các giao thức bảo vệ trẻ em được tuân thủ. Giáo phận cũng đã cam kết thực hiện một quy trình từng bước được thành lập văn bản để bảo đảm sự minh bạch đầy đủ trong việc giải quyết các khiếu nại lạm dụng tình dục. Quy trình mới sẽ bao gồm việc chỉ định một điều tra viên độc lập khi nhận được đơn khiếu nại và thời hạn 45 ngày để hoàn thành tất cả các cuộc điều tra. Hội đồng xét duyệt giáo dân của giáo phận cũng phải đưa ra các khuyến nghị bằng văn bản cho từng trường hợp được xét duyệt. Giáo phận sẽ được yêu cầu thông báo về từng trường hợp, sẽ chuyển tất cả các khiếu nại mà giáo phận nhận được đến cơ quan thực thi pháp luật và cũng sẽ hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào. Ngoài ra, việc dàn xếp còn hệ thống hóa chương trình giám sát linh mục mà Đức Giám mục giáo phận Michael Fisher đã thực hiện vào tháng 6 năm ngoái. Theo chương trình này, các giáo sĩ bị buộc tội trong giáo phận sẽ được chỉ định một người giám hộ riêng để bảo đảm tuân thủ các hạn chế, bao gồm không cử hành thánh lễ hoặc giải tội. Thống kê số các hồng y, thượng phụ, tổng giám mục và giám mục qua đời từ ngày 1 tháng 11 năm 2017 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Vài giờ trước chuyến tông du thứ 39 đến Vương quốc Bahrain từ 3 đến 6 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ các đẳng linh hồn vào ngày thứ Tư, 2 tháng 11, tại đền thờ Thánh Phaero. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các hồng y, thượng phụ, tổng giám mục và giám mục qua đời trong năm, từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Tờ Ears Sismographo đã đưa ra các con số thống kê sau đây để cho thấy rằng tình hình là bi đát nhất trong năm 2021 do hậu quả của đại dịch coronavirus. Tháng 11 năm 2018, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho 163 vị, bao gồm 9 vị hồng y và thượng phụ, cùng với 154 tổng giám mục và giám mục. Tháng 11 năm 2019, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho 160 vị, bao gồm 11 vị hồng y và thượng phụ, cũng như 147 tổng giám mục và giám mục. Tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho 169 vị, bao gồm 6 vị hồng y và thượng phụ, cùng với 163 tổng giám mục và giám mục. Tháng 11 năm 2021, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho một con số kỷ lục 208 vị, bao gồm 17 vị hồng y và thượng phụ, cũng như 191 tổng giám mục và giám mục. Tháng 11 năm 2022, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho 157 vị, bao gồm 9 vị hồng y và thượng phụ, cùng với 148 tổng giám mục và giám mục. Ba mươi bốn phòng tra tấn, nhà tù bất hợp pháp được phát hiện ở các khu vực được giải phóng khỏi người Nga.
tại các vùng lãnh thổ của Ukraine được giải phóng khỏi tay người Nga, các nhân viên thực thi pháp luật đã phát hiện ra 34 phòng tra tấn và nhà tù do quân xâm lược dựng nên. 34 địa điểm nơi người Nga giam giữ và tra tấn bất hợp pháp công dân được tìm thấy trong các khu vực bị chiếm đóng, vùng Kharkiv 24, vùng Kherson 3, vùng Kyiv 3, Sumy 2, vùng Donetsk, Chernihiv mỗi vùng 1. Phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine đã cho biết như trên. Tính đến ngày 31 tháng 10, cảnh sát đã khởi xướng 40.742 thủ tục tố tụng hình sự đối với những tội ác của các thành viên quân đội Nga và đồng bọn của họ trên lãnh thổ Ukraine. Đặc biệt, 29.817 vụ đã được mở về vi phạm luật lệ và phong tục chiến tranh, 8.912 vụ liên quan đến xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ và quyền bất khả xâm phạm của Ukraine, 1.841 liên quan đến việc cộng tác với quân xâm lược, 87 vụ liên quan đến tội phản quốc và 37 liên quan đến phá hoại. Theo cổng thông tin Children of War, 430 trẻ em đã thiệt mạng ở Ukraine, 823 trẻ em khác bị thương, 249 trẻ em mất tích, 9.755 trẻ em đã bị trục xuất đến Liên bang Nga kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Vào ngày 7 tháng 10, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Ukraine Zhenhevni Zhenin tuyên bố rằng hầu như mọi thị trấn hoặc làng mạc được giải phóng khỏi người Nga đều có một phòng tra tấn dưới hình thức này hay hình thức khác.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.